Chương 1. có một quả trứng to to. Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Vô thượng đế phi mang thai quả là việc vui mừng khắp trốn. Trên trời không như trần gian nam nữ ái ân sau đó cứ thế mà châu thai ám kết lưu truyền đời sau. Nhưng vấn đề là như vậy nếu sinh mà không chết thì chẳng mấy chốc thiên đình sẽ bị quá tải ảnh hưởng tới nguồn năng lượng mấy vạn năm mới có được của trần gian phần lớn tiên đồng trên thiên giới lúc sinh ra đều có cơ hội hưởng duyên tiên tỉ như tiên quả vạn năm hoặc thánh khí đầy linh khí chẳng hạn rồi có duyên có phận mà được một cô tiên nữ nào đó ăn cứ thế mà thành thai quả đợi hết kỳ bầu bí thì rơi xuống đất thành tiên đây gọi là mượn phúc tiên còn có một cách khác hai vị thần tiên tình cảm thắm thiết mạn nồng được sợi kim tuyến buộc chặt trải qua vạn vạn năm không rời hoạn nạn có nhau rốt cuộc trở thành tiên đế khi thời cơ chín mùi trời cao sẽ ban thưởng tiên đồng. Vô thượng đế phi đang mang bầu một tiên đồng được trời cao ban tặng, trăm ngàn năm qua thiên đình chỉ có duy nhất một tiên đồng này, thế nên trong lòng vô thượng đế quân vô cùng hớn hở mừng vui. Đợi đến ngày vô thượng đế phi xanh nở, vô thượng đế quân ôm một bụng kích động canh sẵn ngoài phòng sinh. Ước chừng qua qua lại lại khoảng bốn vạn bảy ngàn tám sáu mươi bước mới thấy cô tiên Nga ôm một cái bọc nhỏ đi ra không đợi tiên nga mở miệng chúc mừng vô thượng đế quân đã giản lòng chẳng đặng vội hỏi là trai hay gái tiên nga sợ hãi kéo một góc chăn lên hóa ra là một quả trứng vô thượng đế quân giật mình sửng sốt nhưng rồi cũng nhẹ nhõm hai. chương 2 có một vú em một nghe chọn bộ tại mê audio com đản hoàng tô không phải là thượng đế, cho nên nàng không biết cái chỗ tối om chật trội kia là vỏ trứng, cũng không biết vô thượng đế quân và vô thượng đế phi là ba mẹ trên danh nghĩa của mình. Thậm chí đản hoàng tô cũng không biết có bao nhiêu người ở đây, đôi mắt sách đẹp đến mức quá đáng kia đã thu hút hết toàn bộ sự chú ý của nàng, mà giờ phút này... Chủ nhân đôi mắt sách kia đang mang nàng đằng vân giá vũ, bay như điện giật sấm chớp vậy tốc độ nhanh như điện giật sấm chớp này tuyệt đối còn hơn cả 70 km h của nhân gian. Điều thứ nhất đản hoàng tô cảm khái không phải là việc cưỡi đằng vân giá vũ phong cách đến thế nào, mà là phương tiện giao thông của thần tiên thiệt quá cổ lỗ xỉ, không có cả kính chắn gió. Đón cơn gió, rét cắt ra cắt thịt chèn ép bốn phía kia, chờ cho đến khi đản hoàng tô đến được tử thần phủ, lông trên người nàng vì sợ hãi mà dựng đứng cả lên, tạo hình vô cùng khác biệt. Sư phụ, Tử Thập Nhất chịu trách nhiệm việc trông coi sơn môn bước lên ngắm nghía, cậu tò mò đưa mắt nhìn đàn hoàng tô. Sao người lại đem cái cục lông xấu như vậy về à? Xấu như vậy, cục lông, đàn hoàng tô ngửa đầu 45 độ đón gió rơi lệ. Tử phủ đế quân giơ tay hạ xuống một cái cốc nổ đom đóm lên đầu Tử Thập Nhất. Con ở cùng đã lâu mà sao không phân biệt được tốt xấu gì hết vậy? Nói xong tử phủ đế quân giúp đàn hoàng tô vuốt lông. Xấu thì xấu, nhưng đây là vật quý giá. Vẫn là xấu, đột nhiên đàn hoàng tô rất rất muốn soi gương thử xem rốt cuộc mình trông như thế nào. Tử thập nhất cũng thò tay vuốt vuốt lông hồ ly của đàn hoàng tô, ngây thơ hỏi. Sư phụ, vậy rốt cuộc nó là cái gì mà quý hiếm thế ạ, à? bây giờ còn chưa nhìn ra. Bình thường ta dạy con như thế nào, tử phủ đế quân đảo mát đi, chạy 20 vòng quanh tử thần phủ. Tử thập nhất mắc cỡ rụt tay về, hóp bụng ưỡn ngực, gồng vai xiết tay, bắt đầu chạy bộ. Đản hoàng tô hả hê khi người khác gặp họa, hất cầm nói. Đáng đời, đương nhiên, chữ đáng đời kia vẫn là âm thanh i i a a gì đó không có ý nghĩa. Tử phủ đế quân cúi đầu nhìn đàn hoàng tô, thi thoảng vuốt vuốt mấy cái, vô cùng hứng thú lên tiếng ồ, thì ra người có thể nghe hiểu được tiếng người. Hừ, tiếng người thì nói làm gì, nàng đây còn thông thạo cả tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, cả ngôn ngữ si cộng cộng nữa kìa. Si cộng cộng là một loại ngôn ngữ lập trình. Đản hoàng tô híp mắt hưởng thụ sự ấm áp từ lòng bàn tay từ phủ đế quân. Hèn gì a à, hoàng nhà nàng thích nàng sờ nó như vậy, quả nhiên được người ta vuốt lông là chuyện cực kỳ thoải mái tử phủ đế quân càng lúc càng hứng thú, thuấn di một phát đưa đàn hoàng tô vào phòng chứa đan dược. Cái phòng chứa đan dược này cũng không khác với hiệu thuốc của người trần gian không bao nhiêu, chỉ có điều ở đây không có mấy ngăn tủ gỗ kéo ra kéo vô mà là mấy loại hồ lô to to nhỏ nhỏ không đếm xuể. Có ngọc có sứ có thủy tinh có gỗ thô, còn có mấy bình đàn hoàng tô không biết nó làm bằng cái gì. Trên mỗi hồ lô đều dán một cái nhãn, nhưng mà là chữ phồn thể một lần nữa đàn hoàng tô lại ngửa đầu 45 độ đón gió rơi lệ, nàng học nhiều ngôn ngữ như vậy, thế mà chưa bao giờ nhớ ra phải học cổ ngữ. Tử phủ đế quân đi thẳng đến một cái hồ lô thủy tinh màu tím, đổ ra một việc thuốc to bằng quả long nhãn, dùng hai ngón tay kẹp lấy đưa đến bên miệng đàn hoàng tô. Ăn, đàn hoàng tô kiên quyết ngậm mõm đừng giỡn nha, bây giờ nàng còn chưa lớn hơn bàn tay tử phủ đế quân bao nhiêu, uống cái viên thuốc bự chẳng kia vào không nghẹn chết mới là lạ. Với lại ai biết thuốc đó là thuốc gì, lỡ như thuốc lắc thì biết làm sao bây giờ. Tử phủ đế quân thấy đản hoàng tô không nghe lời, đôi mắt sách nheo nheo. Sao, ta tự đút mà còn không thấy hãnh diện. Đừng nói ngươi tự tay đút ta, cho dù ngươi dùng miệng đút cũng không thể uống được ánh mắt đản hoàng tô rõ ràng là thà chết chứ không chịu khuất phục có một vài phương diện đản hoàng tô vẫn có nguyên tắc của mình thì ra ngươi không muốn nói chuyện từ phủ đế quân tiếc nuối chớp mi làm bộ muốn cất viên thuốc kia đản hoàng tô vội vàng giơ chân đè tay từ phủ đế quân lại thì ra thuốc này có thể làm người ta nói chuyện được nha thế thì cho dù có bị nghẹn chết thì cũng phải nuốt vào đản hoàng tô sợ chết nhưng nàng còn sợ câm điếc hơn bởi vì đản hoàng tô nói rất nhiều động viên tinh thần xong đản hoàng tô the cái lưỡi hồng hồng ra cuốn viên thuốc kia nuốt vào bụng không ngờ một dòng nước ấm dâng từ đan điền lan khắp tứ chi bách hải không hề có cảm giác cồn cào hay đầy bụng khó chịu tựa hồ khi bệnh phải uống thuốc như dạo trước chẳng có bất cứ cảm giác gì đản hoàng tô hơi thất vọng thì ra tiên đan cũng chỉ là như vậy mà thôi đản hoàng tô thở dài nhưng âm thanh thoát ra vẫn là mấy tiếng y y a a vô nghĩa. Đản Hoàng Tô nghi ngờ nhìn về phía tử phủ đế quân, không phải thuốc của ngươi hết hạn sử dụng chứ. Tử phủ đế quân cũng ra chiều suy nghĩ, xoa xoa hai ngón tay vừa cầm thuốc của mình, như đang nhớ nhung cảm giác mềm mại êm ái lúc nãy. Ngừng một chút, hắn xoa xoa đầu đản hoàng tô đừng vội, đây là khải trí đan, dùng để khai hóa trí tuệ cho ngươi, đợi cho đến khi trí tuệ đủ cao ngươi có thể nói chuyện. Đản Hoàng Tô Di Ong, chẳng lẽ ai kêu 120 còn chưa đủ cao hay sao? Tiếp theo lại thuấn di thêm một cái, cả hai đến phòng ngủ của tử phủ đế quân. Đản Hoàng Tô đảo mắt nhìn, nhất thời trong lòng này sinh ghen tị. Sa đọa thiệt quá sa đọa, làm người sao có thể sa đọa đến bực này? giường bạch ngọc gối mã não, chăn không biết làm từ cái gì, nhìn thấy sáng lòe lòe, bên cạnh giường là một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ đàn hương, bên trên được trang trí bằng san hô hơn ba thước. Chân bàn làm bằng ngọc bích, quốc gỗ trầm hương, thảm là thảm nhung tuyết, đàn hoàng tô không nhịn được nhảy xuống khỏi tay tử phủ đế quân, lăn qua lăn lại trên tấm thảm. Nhớ ngày nào nàng nằm mơ cũng muốn mua một cái thảm nhung tuyết như vậy nhưng quả thực là nó quá mắc tiền trong phòng còn đặt vài đồ trang trí khác không gì là không cao quý thanh nhã không gì là không sang trọng đắt giá không gì không đốt tiền chả có nhẽ đây là đãi ngộ cho thần tiên đản hoàng tô cực kỳ hâm mộ nhìn về phía tử phủ đế quân tử phủ đế quân cười như không cười sách đản hoàng tô tư thảm lên sao thích thảm của ta ừ đản hoàng tô gật mạnh đầu một cái vô cùng chờ mong nhìn tử phủ đế quân tử phủ đế quân không hề nể mặt đáp khi nào ngươi nói được thì tự đi nhờ điệp y tiên tử dệt cho. Đản hoàng tô suy sụp khuôn mặt buồn so. Chưa nói đến việc căn bản nàng không biết khi nào mình có thể nói chuyện được mà cho dù nàng nói được thì điệp y tiên tử là ai, dựa vào cái gì mà người ta dệt thảm cho nàng chứ. Ừm, không sai, rất tốt tử phủ đế quân hưởng thụ nhìn biểu cảm biến ảo của đàn hoàng tô hình như mang ngươi về đây là quyết định đúng đắn, cho dù không phải là song vĩ hồ ly thì cũng có thể nuôi cho vui. Nuôi cho vui, chẳng lẽ hắn là tên biến thái? Đản hoàng tô cảnh giác nhìn nhìn từ phủ đế quân như thể đang nhìn một ác ma ham mê việc tương đương dậy tương đương dỗ tương đương, cầm roi ra nhe răng từ từ áp sát nàng. Tử phủ đế quân thấy nàng cảnh giác, không phụ lòng nàng mà cười. Đừng sợ, ta sẽ không cố tình đùa chết ngươi nhưng mấy ngàn năm rồi ta chưa nuôi một vật sống nào, sống chết của ngươi còn phải xem số phận tạo hóa. Nếu những lời này được coi là an ủi, đột nhiên đàn hoàng tô cảm thấy tương lai thiệt mơ mịt đen tối. Ết em, vừa mới sinh, hẳn là nên bú sữa, tử phủ đế quân lẩm bẩm đột ngột thuấn di. Mặt cỏ xanh gì ngút mắt, một đàn bò đen như bị mắc trứng bạch tạng, vô cùng khỏe mạnh, vô cùng sáng sủa. Dẫn nàng đi thăm trại sữa. Đản hoàng tô mù mờ lấy chân trước gãi gãi đầu. Đang nghĩ vậy, tử phủ đế quân đã túm lấy nàng nhét xuống bụng một con bò, hiền lành nói, bú. Bú, nhìn vú bò khổng lồ lắc qua lắc lại trước mắt, đây là lần thứ ba trong ngày đàn hoàng tô ngửa đầu 45 độ đón gió rơi lệ, đây là đang nuôi nấng nàng sao? Không phải là đang trừng phạt nàng đi, quả nhiên sống được hay không còn phải xem tạo hóa. Nhưng mà cho dù không sống nổi nàng cũng không thể mất đi lòng tự trọng, mất đi phẩm giá tôn nghiêm mà bú sữa bỏ được. Đản hoàng Tô ngậm mõm thật chặt, so với lúc Tử phủ đế quân muốn đút thuốc cho nàng càng chặt hơn, cuối cùng còn nhắm nghiền cả mắt. Tử phủ đế quân nhíu mày, khó hiểu cầm cái đuôi đản hoàng Tô giật giật, đừng giả chết, bú sữa. Không bú, chết cũng không bú, đản hoàng Tô bi phẫn lắc đầu, bốn chân rẫy rựa i y a a kêu không bù sữa tử phủ đế quân ra chiều nghĩ ngợi nhăn mặt nhăn mũi nói chẳng lẽ muốn ăn gà vừa dứt lời đản hoàng tô phát hiện nàng đang ở trong một cái chỗ nuôi gà nào đó vẫn là mặt cỏ mông mênh nhưng cỏ rất thấp thấy cả đất bên dưới còn có một em gà mái đang rong chơi vui vẻ là một trại nuôi gà rất khoa học không phải kiểu nuôi nhốt dây chuyền đản hoàng tô cảm thán nhưng lần này nàng không ngây thơ nghĩ tử phủ đế quân chỉ mang mình đi thăm trại nuôi gà quả nhiên tử phủ đế quân đích thân tóm một con gà đến trước mặt đàn hoàng tô ôn hòa nói ăn đàn hoàng tô thích ăn gà nhưng đàn hoàng tô chỉ thích ăn cây fc còn về phần chú gà sống oai phong hùng dũng kia đàn hoàng tô hoảng sợ nhìn cái mỏ nhọn hoác rồi móng gà sắc lẹm kia vội vã chui vào lòng tử phủ đế quân ta rất sợ đó a a a a tương đương tương đương dấu lớn gạch dưới từ nhỏ đàn hoàng tô đã sợ mỏ với móng gà rồi. Tử phủ đế quân không hiểu, sữa không uống gà không ăn, chẳng lẽ con hồ ly này ăn chay? Vì thế, đàn hoàng tô lại bị đưa tới chuồng bò. Tử phủ đế quân bứt một cọng cỏ để tới trước mặt nàng. Ăn! Nếu tiếng ăn như nhất có thể nói là hiền lành, tiếng ăn thứ hai có thể nói là ôn hòa, thì tiếng ăn thứ ba này chỉ có một từ bình tĩnh để miêu tả. Bầu trời luôn yên tĩnh trước khi rông tố đến. Đản hoàng tô ấm ấm ức ức nhai một cọng cỏ. Mặt may từ phủ đế quân hớn hở không thôi. Quả nhiên là con hồ ly này ăn chay. Cho dù ăn chay cũng còn có rau xanh đậu hũ tinh bột lúa mì gì đó để mà phạt 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 đàn hoàng tô mặt cắt không còn hột máu, dáng sức nuốt cọng cỏ kia vào, rốt cuộc cũng đã tường tận hiểu ra cái gì gọi là cho dù có sô panh cũng không thể đàn nên nỗi bi thương của ông đây. Câu đàn Hoàng Tô nói trên là một trong 37 câu thịnh hành nhất năm 2012 của Trung Quốc, diễn tả nỗi đau không gì nói nên lời ấy mặt cười, từ phủ đế quân đã khôi phục lại trạng thái hiền lành lúc nãy. Ăn tiếp đi, ăn nhiều vào, chỗ này không thiếu. No rồi, mặt đàn hoàng tô bình tĩnh dùng chân trước chỉ chỉ bụng. Ăn một cây cỏ cũng đủ no, tử phủ đế quân vừa lòng sờ sờ đầu đàn hoàng tô. Tuy khẩu vị của ngươi hơi kỳ lạ, nhưng rất dễ nuôi. Đàn hoàng tô không nói gì, chỉ có thể hết giật khóe miệng bên này rồi giật khóe miệng bên khác. Đang lúc đàn hoàng tô nghĩ hết thầy mọi chuyện đã xong, tử phủ đế quân lại sờ cầm, cho ăn xong rồi, bây giờ chơi cái gì cho vui nhỉ? chương 3, có một vú em, hai nghe chọn bộ tại mê truyện audio com, còn chưa chơi đã hả? Đản hoàng tô dựng lông, gáy, hoảng sợ nhìn chăm chăm từ phủ đế quân, không biết hắn lại nghĩ ra cái trò quái gở nào mà chỉnh người. May mà tử phủ đế quân chỉ nói, ăn no, vậy nên đi ngủ. Đản hoàng tô nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu ảo tưởng về cái thảm nhung tuyết mềm mịn êm ái kia nhưng giây tiếp theo nàng biết mình yên tâm quá sớm đản hoàng tô nhấp nhổm nhìn con tuấn mã trước mắt xác định đây là một cái chuồng ngựa lạc quan mơ tưởng có lẽ tử phủ đế quân đang muốn cho nàng ngủ trên lưng con ngựa này đi dạo tiêu thực một con hồ ly cưỡi ngựa tuy đản hoàng tô vô cùng chờ mong việc cưỡi ngựa nhưng giờ phút này nàng vẫn không thể tưởng tượng được lưu thương thanh quân mượn a AH hắc rồi ngươi ngủ chỗ nó đi tử phủ đế quân tình cảm nhạt nhòa nói. Nani, tiếng Nhật nghĩa, cái gì? Suýt chút nữa đàn hoàng tô rớt cả tròng mắt ra ngoài. Để cho một hồ ly đáng yêu xinh đẹp mê người như nàng cùng chung mái hiên với anh ngựa cao to lực lưỡng kia ư, đàn hoàng tô nhìn về phía tử phủ đế quân. Ta muốn đến hiệp hội bảo vệ động vật tố cáo ngươi. Tử phủ đế quân nhíu mày. Sao, không muốn nó là thiên mã dù không hiếm bằng ngươi nhưng cũng coi như cao quý cho dù là ao ì của chòm sao nhân mã cũng không được đản hoàng tô kiên quyết phản đối lông toàn thân dựng thẳng đứng hình như đản đàn thích đọc manga nhật thì phải mặt cười ao ì là nhân vật trong bộ truyện senseiya xuất bản ở việt nam dưới tên áo giáp vàng vậy thì từ phủ đế quân lại thuấn di, đàn hoàng tô phát hiện mình đang ở trong một cái lồng chim thật lớn, bên trong có con phượng hoàng đủ màu sắc mặt không tốt nhìn về phía nàng. Đây là A Thái, trong phượng hòa cũng chỉ có vô thượng đế phi mới có thể sánh cùng với nó. Người ngủ chung với nó cũng không tính là bôi nhọ ngươi, tử phủ đế quân tốt tính giới thiệu. Trong lồng chim có nhiều lông không đếm xuể, nhìn rất mềm mại thoải mái, lông chim của bạn cùng phòng lấp la lấp lánh nhìn thực hoa lệ. Nhưng mà ánh mắt hầm hầm kia, mỏ phượng sắc nhọn cánh cà, mạnh mẽ, đàn hoàng tô nuốt nuốt nước miếng, kiên quyết lắc đầu. Nàng không chắc mình có bị biến thành bữa ăn khuya của bạn cùng phòng hay không. Tử phủ đế quân nhăn mày. Sao, còn không muốn? Hay ngươi muốn ở một mình? Đản Hoàng Tô vội vàng gật đầu. Vậy thì chỉ có một chỗ tử phủ đế quân mang nàng thuấn di đến phòng riêng của hắn. Mắt đản hoàng tô sáng lên, khẩn cấp nhảy xuống. Thảm nhung tuyết của chị, chị đến đây. Không phải nơi này. Tử phủ đế quân sách đuôi đản hoàng tô lên, đá nàng ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, có một ổ chó đơn sơ mộc mạc phòng ngủ tử phủ đế quân xa hoa bao nhiêu thì ổ chó này mộc mạc bấy nhiêu mộc mạc đến mức chỉ có tấm chiếu nho nhỏ. Sở dĩ vì sao biết đây là một cái ổ chó, bởi vì trên chiếu có một khúc xương. Đản hoàng tô ngửa đầu nhìn miếng ngói màu xanh ra trời trên đầu, chấp nhận số phận, chui đầu vào trong đuôi. Ăn uống no nê rồi tỉnh giấc, mọi thứ đều y như cũ. Đản hoàng tô ngẩng đầu nhìn những vì sao lấp lánh ánh ngọc nham hiểm đảo đảo mát để cho nàng chấp nhận số phận ư, còn lâu, để cho nàng ăn cỏ ư tất nhiên là không có chuyện đó. Nghe ngóng động tĩnh một hồi, đàn hoàng tô chấn hưng tinh thần, mục tiêu, nhà bếp. Nhưng ai có thể nói cho nàng biết nhà bếp ở đâu không? Sau khi đàn hoàng tô đi lòng vòng chừng hai canh giờ mới bi thảm phát hiện nơi này quá lớn. Hèn gì tên kia cứ hay thuấn gì? xoa xoa bụng đàn hoàng tô lần theo tiếng nước đến mép một cái ao nhỏ lúc này uống được miếng nước cũng đỡ đây là một cái ao nhỏ được trang trí khá đẹp có hình dáng nửa vòng tròn đường kính khoảng ba thước vách ao là bạch ngọc đáy ao đầy đá cuội có một dòng nước như suối chảy vào hơi nước bốc lên mờ mờ nước lúc nào cũng đầy trong ao không ngừng chảy ra phía ngoài cũng không biết chảy về đâu nữa Bên trong ao không bày trí gì khác, chỉ phản chiếu vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, lung linh ảo diệu dưới đáy nước, hệt như một lòng đỏ trứng vịt vàng óng ánh ngon lành. Đản Hoàng Tô nuốt nước miếng đánh ực, cúi đầu uống nước tưởng tượng mình đang uống canh vịt hầm. Nước trên Thiên Đình chắc không bị ô nhiễm, uống xong rồi Đản Hoàng Tô mới nhớ tới vấn đề này. "Ồ, ngươi ở đây?" Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng Tử Phủ Đế Quân đản hoàng tô trột dạ quay đầu nhìn. Tử phủ đế quân vừa đi về phía nàng vừa cởi quần áo. Lông đản hoàng tô dựng đứng lên, đánh nàng mà còn muốn sắn tay áo sao? Cởi xong áo ngoài là đến trung y, cởi trung y xong là tay trần trụi, ra tay oánh bạch trắng ngần, đường cong mềm nhẵn tuyệt đẹp, từ cánh tay đi lên là đầu vai tròn cạnh đầu vai là xương quay xanh quyến rũ dưới xương quay xanh có hai điểm đỏ sẫm dưới điểm đỏ sẫm là sáu múi cơ bụng không ngờ hắn cường tráng như vậy đàn hoàng tô sợ hãi nghĩ chả có nhẽ nàng sẽ bị hắn đập chết luôn hay không bàn tay ấm áp kia cởi trung y xong rời về phía cơ bụng không phải là dưới vị trí của cơ bụng một chút á á á đàn hoàng tô mở to mắt nhìn không thể tin được hắn đang cởi quần nhân thú, trong đầu đàn hoàng tô nhảy lên hai chữ mang theo điềm xấu kia, bắt đầu run lẩy bẩy. Một bước, hai bước, ba bước, á, 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 ủa sao hắn lại đi lướt qua mình. Đàn hoàng tô không tự chủ được xoay người nhìn theo tử phủ đế quân, mãi cho đến khi tử phủ đế quân ngâm mình vào trong ao nàng mới hiểu được hắn đang tắm. Mà cái ao này là bể, nàng vừa mới uống một bụng nước tắm của tên đàn ông kia. Huệ, đản hoàng tô dốc hết tâm can tỳ phế ra mà nôn. Phù, nước trong ao bắn lên, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, trong tiếng nôn huệ ghê khiếp kia, tử phủ đế quân đã lên bờ. dáng người của hắn thê thảm đến vậy hay sao? Cục lông kia tự nhiên thấy đã nôn huệ. Tử phủ đế quân bi thương nhìn về phía đản hoàng tô. dáng người của ta kém đến vậy à, nani? Dù ai kêu của đàn hoàng tô là 120 cũng sửng sốt chừng 10 giây mới phản ứng lại. Hiểu lầm lớn, đàn hoàng tô dối dám cau cau mũi, sao nói cho hắn biết kỳ thật nàng không phải ghét dáng người của hắn bây giờ. Nhưng mà đối với hồ ly, dáng người của tử phủ đế quân thật sự không thể nói là đẹp. Ít ra hắn không có đuôi. Vì thế chuyện này cũng không hẳn là hiểu lầm đúng không? đản hoàng tô bình tĩnh chùi chùi khóe mõm, không chút nào lưu luyến quay đầu bỏ đi. Nếu lúc nãy còn diễn, thì bây giờ tử phủ đế quân bi thương thật sự. Cục lông ngắn ngủn kia, đứng lại đó, tử phủ đế quân nhíu mày, giữ đản hoàng tô lại. Được rồi, trốn cũng không thoát. Đản hoàng tô xoay người sang chỗ khác, hất cầm lên. Người muốn uính thì uính đi tử phủ đế quân ngẩn cả người, đúng thật là hắn không thể uýnh đàn hoàng tô được. Người đi đi, tử phủ đế quân buồn bực quay về bể tắm. Chỗ đàn hoàng tô nôn đã bị nước cuốn đi, nước bể lại sạch sẽ như trước, tử phủ đế quân nghiêm túc xoa xoa chân mình, không ngừng tự vấn, chẳng lẽ dáng người hắn tệ hại đến vậy? Cảm xúc này ứ nghẹn cho đến buổi sáng hôm sau. Ăn điểm tâm xong, Tử Phủ Đế Quân đi giảng bài cho đệ tử như thường lệ, nhưng tâm trạng không thể khôi phục lại cái vẻ vân đạm phong khinh như trước, lúc giảng cứ hay quên mình đang nói đến điểm nào. Nhìn chằm chằm Tử Thập Nhất đang ngồi trước mặt mình, trong đầu vẫn là câu hỏi kia, chẳng lẽ dáng người hắn tệ hại đến vậy? Tử Thập Nhất bị nhìn tới run người, bất an đoán. Chẳng lẽ sư phụ còn đang trách mình không biết cách nhìn đồ? Sư phụ tử thập nhất đánh bạo gọi một tiếng tử phủ đế quân nghe tiếng tử thập nhất gọi đột nhiên nảy sinh tâm kế miệng nói ừ cởi quần áo ra gì ngày hôm qua chạy hai mươi vòng không đủ hôm nay còn muốn cởi chuồng tử thập nhất nghi ngờ tai mình bị gì rồi đừng mà cho dù trên núi không có giới tính nữ nhưng mà cởi chuồng vẫn thuộc về phạm trù đồi phong bại tục đó nha đương nhiên đây không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là cậu sẽ bị mấy sư huynh khác cười chết. Nghĩ như vậy, tử thập nhất cầu xin. Sư phụ, ngày hôm qua đệ tử đã về nghiên cứu tài liệu, cục lông kia nó ta bảo con cởi quần áo, con vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, tử phủ đế quân khó hiểu cao mày. Tử thập nhất không dám nói gì nữa, khuất nhục cởi quần áo ra. Chương 4, có một vú em, ba. Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Đản hoàng tô chỉ định tìm nhà bếp ai dè lại gặp được phong cảnh sinh động sắc nước hương trời đến nhường này. Nếu thay đổi thời gian và địa điểm, có lẽ đản hoàng tô sẽ ngồi thưởng thức cho đã một hồi, vấn đề là bây giờ đản hoàng tô đang cần ăn. Trước khi việc ăn cơm sống còn không được giải quyết thì hết thảy đều không thể mê hoặc được nàng. Đản Hoàng Tô tiếc núi, mõm biada mấy cái tự giác rời ánh mắt, quay người 180 độ, đi đều bước. Bụng càng đói thì đầu óc càng hưng phấn như chưa bao giờ được hưng phấn, Đản Hoàng Tô rụt về một góc bất an đoán mỏ, mấy người này đều là gay. Bọn họ định chơi NP? Không phải nàng đã phá hỏng chuyện tốt gì đi chớ? Nhưng mà rõ ràng từ phủ đế quân vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề hay là bọn họ đang học một khóa về giáo dục giới tính? Rốt cuộc đàn hoàng tô không kềm chế nổi cơn tò mò, quay đầu hỏi một câu. Mấy người đang làm gì ở trong vậy? Các đệ tử đang cởi chuồng nhất tề nhìn về phía nàng, tử phủ đế quân ngạc nhiên. Ồ, người có thể nói, đàn hoàng tô thộn ra, sau đó như mở cờ trong bụng. Y e, ta có thể nói được một con hồ ly nói chuyện cũng chẳng phải việc gì mới mẻ, nhưng bị một con hồ ly cái nhìn thấy mình đang khỏa thân thì là một chuyện khác, tất cả đệ tử đều khẩn cầu nhìn từ phủ đế quân. Nhắc nhở tử phủ đế quân như vậy mà hắn cũng không thèm để ý đệ tử nhà mình, đánh giá đàn hoàng tô từ trên xuống dưới một phen. Giờ phút này sắc mặt đàn hoàng tô rất bình tĩnh, thôi được, đối với mặt hồ ly không nhìn ra biểu cảm gì mà nói bình tĩnh thì hơi gượng ép chút nhưng có thể nhìn thấy rất rõ ràng rằng đàn hoàng tô nhìn mấy đệ tử trống trơn phía sau mình mà không có nôn huệ. Nhưng lúc nhìn hắn, lõa lồ thì lại nôn rất ghê. Chẳng lẽ dáng người của hắn còn kém hơn cả đám đệ tử kia? Lòng tự tin của tử phủ đế quân bị đà kích nghiêm trọng hắn không cam lòng hỏi. Sao ngươi không ói? Đàn hoàng tô quăng cho một ánh mắt xem thường trong bụng ta không có bị quỷ Nhật Bản càn qua, lấy cái gì mà ói. Thì ra không phải không muốn nôn, mà là không nôn. Nói như vậy đây không phải là vấn đề của hắn, thực ra thẩm mỹ của hồ ly này có điểm không giống người thường. Cuối cùng tử phủ đế quân đã nghĩ thông, nội tâm cân bằng, không so đo với đản hoàng tô nữa. Hắn khẳng khái vung tay lên, thuấn di một cái. Đi, ta đưa ngươi đi ăn cái gì đó các đệ tử cứ trần chuồng như vậy mà bị quăng lại trong phòng học. Mặt cỏ xanh gì ngút mắt, một đàn bò đen như bị mắc trứng bạch tạng, vô cùng khỏe mạnh, vô cùng sáng sủa, vẫn là trại sữa bò lần trước. Tử phủ đế quân ân cần bứt một cọng cỏ đưa tới trước mặt đàn hoàng tô. Đàn hoàng tô ép mình nhịn xuống cơn xúc động muốn trợn trắng mắt, muốn dùng ngôn ngữ làm sáng tỏ chuyện này. Thật ra ta không ăn cỏ, đàn hoàng tô thành khẩn nói. Rõ ràng hôm qua ngươi ăn, tử phủ đế quân lên án. Đản hoàng Tô nghĩ nghĩ, lựa chọn nói qua loa, hôm qua ta chưa nói được. Những lời này có hai cách giải thích. Thứ nhất là ngày hôm qua ta vốn không muốn ăn cỏ, nhưng vì không nói được, không có cách cự tuyệt nên ta đành phải ăn. Thứ hai là tục ngữ nói, quá khứ chính là quá khứ, bây giờ ta nói được rồi, trưởng thành, khẩu vị thay đổi cũng là chuyện có tình có lý. Tất nhiên từ phủ đế quân chỉ biết lý giải thành nghĩa thứ hai, hắn có phần phức tạp nâng cầm lên. Vậy bây giờ ngươi ăn gì? Đản hoàng tô nhớ ngày hôm qua từ phủ đế quân nói nàng vừa mới sinh ra, mà nàng cũng không rõ hồ ly con mới sinh có thể tiêu hóa những gì. Sữa mẹ, đản hoàng tô nói đại. Nói xong nàng liền hối hận, nếu từ phủ đế quân đi tìm một con hồ ly cái đút sữa cho nàng thì nàng sẽ tiêu tùng đản hoàng tô không biết người sinh ra mình không phải là hồ ly người sinh nàng là vô thượng đế phi tử phủ đế quân khó xử e lão vô thượng kia không muốn để vợ hắn đến tử thần phủ làm vú em đản hoàng tô nhạy cảm bắt được hai tin tức vô cùng hữu dụng lão vô thượng tử thần phủ suy nghĩ liên hệ một hồi đản hoàng tô chắc chắn rằng tử thần phủ chính là người trước mắt mình lão vô thượng và vợ chính là cha mẹ ruột của nàng nếu nàng có cha mẹ thì sao bị người này mang đến đây chứ chẳng lẽ bị bắt cóc đản hoàng tô nghiêng đầu đánh giá tử phủ đế quân từ trên xuống dưới không giống quân cướp bóc không thể đẹp dai như vậy hay là kẻ thù truyền kiếp cũng không giống nếu là kẻ thù truyền kiếp thì nàng không có đãi ngộ tốt thế đâu đoán đi đoán lại rất phí đầu óc đản hoàng tô hỏi lại rất rõ ràng Người với cha ta, ta nói lão vô thượng ấy, có quan hệ như thế nào? Nghe khuê nữ vô thượng gọi hắn là lão vô thượng thật sự khiến lòng người khoái hoạt vô bờ. Mặt may tử phủ đế quân vui vẻ. Không có quan hệ gì, nhưng bây giờ ta nuôi dưỡng khuê nữ của hắn. Thì ra là cha dượng, đàn hoàng tô bừng tỉnh đại ngộ. Không phải là cha dượng, là nghĩa phụ tử phủ đế quân sửa lại cho đúng đản hoàng tô cũng ý thức được mình nhỡ mõm. Cũng phải, mẹ ta ly hôn với cha ta rồi cưới ngươi thì ngươi mới được xem như là cha dưỡng. Đào góc tường vô thượng đế quân, không đến nỗi như vậy. Nhưng mà con hồ ly con này nói chuyện rất lưu loát tự nhiên, mà một con vật mới sinh không thể có khả năng này, tử phủ đế quân ngẫm nghĩ sờ sờ cằm. Người mang theo trí nhớ kiếp trước. Kiếp trước, đản hoàng tô bị dọa chẳng lẽ nàng đã xong rồi? không phải đâu nha, nàng nhớ rất rõ ba nhĩ chỉ biết quăng người ta tới tới lui lui chứ hắn không giết người à? ục tiếng bụng kháng nghị. đản hoàng tô quyết định không dối rắm chuyện kia nữa. đản hoàng tô nghĩ nghĩ, nói cho tử phủ đế quân. ta cảm thấy ta có thể uống nước cơm hoặc ăn thức ăn lỏng hoặc sữa gì đó. là sữa đã nấu tiêu độc. đản hoàng tô nhấn mạnh. nấu sữa tiêu độc tử phủ đế quân nhíu mày không phải ý của ngươi là muốn ta vắt sữa rồi nấu cho ngươi uống đi được rồi hắn xác thực không giống như người sẽ xuống bếp vắt sữa nấu sữa cho nàng đản hoàng tô thử đề nghị thật ra ngươi có thể đi siêu phị mua sữa bột để pha chỉ cần dùng nước sôi đổ vào là được sữa bột pha trò mới của nhân gian sao ngàn năm không xuống nhân gian rồi tử phủ đế quân trầm ngâm đi 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 đi, bây giờ nhân gian chơi vui lắm đó, đàn hoàng tô khuyến khích. Thật sự rất vui, tâm tử phủ đế quân giao động. Đương nhiên, đàn hoàng tô thề son thề sát. Có tivi, máy tính, có bóng đèn, có điện thoại, có tàu điện, đại học, truyền hình, nói rất trôi chảy, đàn hoàng tô tự kiểm điểm, sau đó chân thành đề nghị. Thật ra ta cảm thấy nên bổ sung kính chắn gió cho cân đầu vân của ngươi quả nhiên ngươi mang theo trí nhớ kiếp trước từ phủ đế quân sờ căm. Đản hoàng tô trầm mặc. Đản hoàng tô quyết định không nói gì, trước khi chưa xác định được mình đã chết thật hay chưa, nàng chỉ thừa nhận mình xuyên qua chứ không phải là trùng sinh. Tuy nàng không biết xuyên qua khác trùng sinh ở chỗ nào. Căn bản tử phủ đế quân không để ý đản hoàng tô im ri, hắn khoan thai thuấn di một cái, vừa đảo mắt, đản hoàng tô đã thấy mình ở trong gia nhạc phúc. Carrefour là một tập đoàn kinh tế Pháp kinh doanh trên lĩnh vực siêu thị. Gia lè phu, bính âm, gia lè phú, hán việt, gia nhạc phúc có nghĩa là hạnh phúc của gia đình. Mặc đồ như vậy mà xuống phàm nhất định sẽ bị vây xem. Đản hoàng tô muốn chết, nhưng tức khắc đản hoàng tô phát hiện mình đã lo lắng quá nhiều. Hai người tất nhiên bị vây xem, nhưng không phải là vì quần áo lố lăng mà do tên nào đó quá đẹp trai. Ôi, mày xem kìa, anh đó đẹp trai quá đi mất. Ờ, trước giờ không thấy anh nào mặc đồ thời Hán mà đẹp như vậy. Ờ ờ, chắc có lẽ hắn thích cổ điển, mày nhìn mắt ảnh xem, là mắt sách tiêu chuẩn đó. Còn có tóc thiệt dài à, là tóc thật hà. Chắc tóc giả, tóc giả mà đẹp mà mướt vậy, đây là tiếng hai cô nhỏ học sinh, nghị luận, cách nàng không xa nghe hai cô bé kia nói chuyện đản hoàng tô mới giật mình tỉnh ra bây giờ trang phục cổ đại cũng thịnh hành cho dù người nào đó mặc vậy có chút quái dị nhưng người khác cũng không kinh sợ bao nhiêu cảm ơn xã hội cảm ơn đảng cảm ơn quần áo triều hán cùng quần áo thời đường đản hoàng tô vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi liền nghe thấy hai cô bé kia bắt đầu bàn luận nàng ế dưới chân anh ấy có con mèo là hồ ly hồ ly mèo mà có cái đuôi bông xù như thế này sao đản hoàng tô bĩu môi ừ màu lông đẹp thiệt đó không lẫn một màu nào khác đây là đang khen nàng sao nàng nhớ người nào đó kêu nàng rất xấu đản hoàng tô khó chịu liếc liếc từ phủ đế quân từ phủ đế quân đang ở trong đám người mê mang vừa thấy đản hoàng tô nhìn mình liền lên tiếng người nói sữa bột pha là cái nào ánh mắt tử phủ đế quân không phải bình thường đứng bên cạnh đống mì ăn liền còn hỏi cái nào là sữa bột pha đản hoàng tô xem thường tự đi tìm gian sữa bột hai cô học sinh kia lại bàn luận ui không phải mèo đâu mày xem cái đuôi nó kìa ở đó mõm cũng nhọn hơn so với mèo rốt cuộc cũng phát hiện nàng khác mèo hay sao nhưng đây không phải là chuyện gì tốt mặc đồ thời hán dạo siêu thị có lẽ cũng bình thường nhưng nuôi một con hồ ly làm thú cưng thì là một chuyện khác đản hoàng tô vội vàng cuốn chân từ phủ đế quân bò lên trước ngực hắn đút hai cái đuôi vào trong quần áo hắn quấn thật kỹ sau đó đưa mõm kề sát tai hắn nhỏ giọng nói bên trái người ta thường xuyên miêu tả rằng hơi thở mỹ nhân thơm như hoa lan thật ra những lời này cũng có thể áp dụng cho hồ ly tử phủ đế quân cảm thấy hình như mình đột nhiên ngửi được mùi lan thơm dịu thoang thoảng, lỗ tai vì hơi thở âm ấm của đàn hoàng tô phả vào mà nóng cả lên. Nhớ đến cảm xúc mềm mịn dễ chịu trên đầu ngón tay ngày hôm qua, tử phủ đế quân không xác định được, chẳng lẽ hắn đến kỳ động dục, sao một con hồ ly cái cũng có thể khiến hắn rung động mơ màng. Bên trái, đàn hoàng tô thấy tử phủ đế quân không nhúc nhích lặp lại một lần nữa tử phủ đế quân đột nhiên nhớ tới việc hắn đến đây để mua cái sữa bột pha gì đó, con hồ ly này còn bú sữa. Sao hắn có thể động dục với một con hồ ly còn đang bú sữa được? Châu già gặm cỏ non cũng không đến mức này. Tử phủ đế quân ổn định tâm thần, đi về bên trái. Chỗ này nằm trong khu vực thực phẩm, rẽ trái, rẽ trái lại rẽ trái, đi qua mì ăn liền, bánh kẹo yến mạch các loại, cuối cùng cũng đã đến kệ sữa bột sữa bột chất kín các tầng khiến người ta hoa cả mát. Tử phủ đế quân tùy tiện đảo qua, người muốn hộp nào, đàn hoàng tô cũng không biết gì nhiều về sữa bột pha, nhún nhún vai. Chọn đại đi, chỉ cần không phải sữa tam lộc là được. Người cứ nói ngươi muốn hộp sữa kiểu gì đi, tử phủ đế quân nhíu mày. Ta không hiểu mấy chữ này viết gì. Vì thế, hắn cũng bị thất học đản hoàng tô cân bằng vui sướng khi người khác gặp họa giải thích đây là chữ giản thể được đơn giản hóa đi đó chữ được đơn giản hóa tử phủ để quân lại nhíu mày chữ cũng có thể đơn giản hóa ngoặc kép chương nam có chút biến chất một nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com chuyện này thật không có cách nào giải thích Muốn giải thích cái gì gọi là chữ được đơn giản hóa thì phải bắt đầu từ năm 1964, Quốc vụ viện thông cáo, nguồn gốc chữ giản thể. Mà muốn giải thích nguồn gốc chữ giản thể phải bắt đầu từ phương án giản hóa Hán tự năm 1955. Mà muốn giải thích phương án giản hóa Hán tự thì phải bắt đầu từ việc cải cách văn tự thành chữ giản thể theo chỉ thị của Mao Trạch Đông nói đến Mao Trạch Đông phải giải thích cái gì gọi là chiến tranh giải phóng, chiến tranh kháng Nhật, lật đổ vương triều tưởng ra, mà nói đến vương triều tưởng ra không thể không nhắc tới viên thế khải. Tôn Trung Sơn và sự chấm hết của việc Hoàng đế cai trị, mà nói đến việc Hoàng đế cai trị tất nhiên phải nhắc qua hơn 2.000 năm phong kiến của Trung Hoa. Mà người này thiếu hơn 1.000 năm tu dưỡng văn hóa lịch sử, lúc này mà kể lể hết ra thì không thực tế cho lắm. Quốc vụ viện của U Doen tên phiên âm, có U -y là từ viết tắt của cụm ngữ Quốc gia Tạp vụ Nghiên cứu viện Ko Jiazu Yanjiu Doen tên phiên âm. Ko Jiazu Yanjiu Yuan có nghĩa là Viện Nghiên cứu Tạp vụ Quốc gia. Đản Hoàng Tô nghĩ nghĩ, đáp: "Ta chỉ ngươi đi mua bản nguồn gốc chữ giản thể đi." Mua sữa bột trước, theo một cách nào đó thì từ phủ đế quân vẫn là một vú em rất có trách nhiệm đản hoàng tô nhớ ra mình vẫn còn phải chọn sữa mà chưa quyết định được hiệu nào nàng thực không dám uống sữa bột trong nước tương đương tương đương dấu lớn gạch dưới có máy tính thì đỡ rồi lên mạng là xong hết đản hoàng tô cảm thán nàng nghe nói trên tao bao có rất nhiều shop bán đồ ngoại nhập từ phủ đế quân từ sao hỏa xuống máy tính lên mạng giao tiếp cùng người tiền sử thiệt quá khó khăn đản hoàng tô quyết định phải bồi bổ kiến thức cho tử phủ đế quân một phen. Nhưng hắn thuấn di vào trong siêu thị bằng kiểu gì? Đản hoàng tô đoán, có lẽ trong đầu hắn có trang bị hệ thống định vị GPS, cho dù không biết ở chỗ nào, nhưng chỉ cần có địa chỉ cụ thể là đến được. Đản hoàng tô chọn đại một hộp sữa bột, quay đầu nói với tử phủ đế quân. Giờ chúng ta đi thương xá máy tính tử phủ đế quân tay cầm hộp sữa bột tay kia lấy giới tử ra hai tay áp vào nhau thì đã không thấy hộp sữa đâu nữa giây tiếp theo cảnh tượng trước mắt thay đổi hai người đã đứng trong trung quan thôn trung quan thôn trông quan cun được đặc biệt danh là thung lũng silicon của trung quốc tiếp tục là một trung tâm lớn của các ngành điện tử và các ngành công nghiệp liên quan đến máy tính tại bắc kinh đản hoàng tô máy mắt lại máy mắt thêm mấy cái sau đằng vân giá vũ cùng thuấn di đây là lần thứ ba nàng được mở mang kiến thức về tiên thuật đây là không gian giới tử của ngươi đản hoàng tô ngây ngô hỏi chỉ một thoáng đã vào trong giới tử mấy chuyện tu chân nàng đọc đâu chỉ làm cảnh tử phủ đế quân vừa lòng gật gật đầu nàng cũng biết hàng nếu nàng có được cái đó thì sướng rồi, đi du lịch trên núi cũng không cần phải vác theo một đống hành lý, đàn hoàng tô cực kỳ hâm mộ mơ tưởng. Đương nhiên nàng sẽ không bao giờ bàn chuyện này với tử phủ đế quân, vết xe đổ từ thảm nhung tuyết cùng cống rãnh ngoài trời nói cho nàng biết bọn họ không quen thân tới mức vậy lo đến chuyện điều kiện ánh sáng của tử thần phủ còn quá lạc hậu, đản hoàng tô chọn laptop cùng phần cứng phần mềm hỗ trợ, sau đó lại lựa thêm một cục pin năng lượng mặt trời. ông chủ rút máy tính bấm bấm, ra ra giảm giảm một hồi mới khẳng khái nói: tám ngàn tệ đi, lấy giá chẵn, rất ngon lành. đản hoàng tô đơ người đương nhiên không thể trông cậy vào một con hồ ly mới sinh mang theo chi phiếu trên người, cũng không thể trông cậy vào tên thần tiên già nua khuyết thiếu hơn một ngàn năm lịch sử có nhân dân tệ. Mà lúc nãy mua sữa bột ở siêu thị hai người cũng đâu trả tiền, cứ thế mà thuấn di đi luôn. Thiệt quá bất ngờ, lúc vô ý lại làm kẻ trộm, đàn hoàng tô cảm thấy có chút khác thường thôi bỏ đó đi nhà ta lấy tiền trước, đàn hoàng tô thì thầm bên tai tử phủ đế quân đề xuất ra một phương án giải quyết. Tử phủ đế quân chớp mắt mấy cái, lại lấy giới tử ra, nhẹ nhàng chạm vào cái laptop vừa mới chọn xong, tất cả liền biến mất. Ông chủ xoa xoa mắt, rồi xoa xoa mắt tiếp, tự tát mình một bạt tai thiệt mạnh. Cho chừa cái tật ban ngày ban mặt còn nằm mơ. Đản hoàng tô thông cảm nhìn ông chủ, nhỏ giọng nói. Mau đi thôi trong chớp mắt, hai kẻ cướp cứ thế mà biến mất trước mặt ông chủ. Ông chủ ngẩn người, tự tát mình thêm một bạt tai nữa. Cho chừa cái tật ban ngày ban mặt mà nằm mơ. Vấn đề giải quyết xong, nhưng không có cớ về nhà, đàn hoàng tô hơi tiếc. Tiếc núi qua đi đàn hoàng tô mới phát hiện cả hai người đang đứng giữa đường cái. Không muốn sống nữa hả? một anh lái xe tải suýt chút nữa đụng vào hai người thò đầu ra khỏi cửa xe mắng ầm ĩ không có ai có thể nói năng lỗ mãng với hắn tử phủ đế quân khó chịu giơ tay một cái ngay lập tức cái xe tải kia biến mất đến thẳng không gian dị thứ nguyên đản hoàng tô trợn mắt há mồm chẳng lẽ là do ba nhĩ hay thật ra là vì hắn nàng mới đến đây tử phủ đế quân ngỡ ánh mắt kinh ngạc của đàn hoàng tô là kính ngưỡng không hổ thẹn mỉm cười nhàn nhã hỏi nhà nàng ở đâu thành phố a tiểu khu b tòa nhà c phòng d đàn hoàng tô máy móc đưa địa chỉ đương nhiên đây không phải là nhà ba mẹ nàng mà là một căn phòng nhỏ nàng thuê ở ngoài nàng sợ ba mẹ nàng bị người nó đó quăng vào không gian dị thứ nguyên phòng ở của đàn Hoàng Tô vô cùng đơn giản, một nhà bếp cùng một phòng vệ sinh cho một người ở. Trong phòng ngủ dán giấy tường màu vàng nhạt ấm áp tiệp màu với rèm cửa sổ, bên cạnh cửa sổ đặt một chiếc sofa kèm giường khá lớn. Trên sofa vẫn còn để nguyên cái chăn cũng màu vàng nhạt chưa gấp, gối vứt lung tung trên thảm, nhưng con Pikachu khổng lồ vẫn ngoan ngoãn ngồi im trên đầu giường. Đối diện giường là một tủ quần áo dạng gấp, bên giường là một tủ đầu giường nho nhỏ, nhìn từ đây có thể thấy bàn để máy vi tính cùng ghế xoay, mà tất cả sofa giường, tủ quần áo, tủ đầu giường. Bàn để máy tính, ghế đều được đặt trên tấm thảm rất dày, tiếc là thảm này không phải thảm nhung tuyết. Bởi vì lúc bị ba nhĩ biến đến chỗ kiên nàng vừa thức nguyên một đêm, nên dù bây giờ là ban ngày, chiếc đèn bàn màu cam vẫn còn bật, máy tính trên bàn vẫn chạy trên màn hình đúng là Trương Vương Tiểu Minh chết trong, hồn boss, cũng chính là Trương nàng đang coi dở mà bị ba nhĩ quăng quật. Tất cả vẫn còn nguyên tình trạng trước khi nàng xuyên qua, hoặc trùng sinh, giống như kể từ khi nàng xuyên qua, hoặc trùng sinh, thời gian đã đứng lại. Đột nhiên đàn hoàng tô có phần sầu cảm Ồ, thật ấm áp, tử phủ đế quân bất ngờ lên tiếng đánh giá. Đàn hoàng tô lập tức không còn sầu cảm, đàn hoàng tô kiêu ngạo. Nàng nheo nheo mắt, Dương Cầm Kiểu không ai bì được, tất nhiên. Làm người tất nhiên phải biết cách đối xử tốt với chính mình, mà phương diện này đàn hoàng Tô rất tự tin. Phòng nàng thuê tuy nhỏ và đơn giản nhưng tuyệt đối ấm áp thoải mái, căn phòng xa đọa của tử phủ đế quân kia không thể so sánh nổi. Đương nhiên ngoại trừ tấm thảm nhung tuyết kia, rõ ràng vừa rồi còn ủ rột vô bờ, đột nhiên thần thái lại bay lên như vậy, cảm xúc chuyển hóa siêu nhanh của đàn hoàng tô khiến tử phủ đế quân rất là giật mình. Mà động tác hết cầm của đàn hoàng tô lại, xinh đẹp như vậy. Hoặc là hồ ly có trí nhớ kiếp trước cũng không thể xem là cỏ non. Tử phủ đế quân nhịn không được vươn đầu ngón tay chạm vào cầm đàn hoàng tô còn sống thì không thể buông tha tóm lại là không có may mắn thoát khỏi lời bài hát phù du của vương phi di động cạnh máy tính đột nhiên phát ra âm thanh thê lương từ phủ đế quân giật mình đản hoàng tô bị rơi thẳng xuống thảm may mà thảm nhà nàng rất dày đản hoàng tô oán niệm đứng lên nhận điện thoại trên màn hình điện thoại là như lai phật tổ đản hoàng tô run run là điện thoại của giáo sư hướng dẫn luận văn mà hôm nay là ngày cuối cùng để nộp đề tài tốt nghiệp. Đản hoàng tô ấn nút nghe, kinh hồn bạt vía lên tiếng. Sếp, em chuyển kiếp. Hay đang chuẩn bị khởi động thần châu tám. Thanh âm như lai Phật tổ ôn hòa êm tai, khẩu khí cũng tuyệt đối ấm áp. Đản hoàng tô run run. Ngủ quên, ồ, uống mấy hộp thuốc ngủ, 18 cuộc gọi của tôi cũng không đủ đánh thức em dậy sao. Như lai Phật tổ nham hiểm nói đản hoàng tô ho khan khụ khụ bây giờ thuốc ngủ cũng được xếp vào thuốc bán theo đơn hiệu thuốc không thể bán một lần mấy hộp em còn lắm mồm như lai phật tổ hóa thân thành đấu chiến thắng phật đề tài của em đâu em còn muốn tốt nghiệp hay không danh hiệu sau khi thỉnh kinh xong thành tránh quả tên được người thờ phụng của tôn ngộ không muốn ạ à, đản hoàng tô yếu ớt nói không thì em gửi bài cho thầy nha hôm qua nàng đã làm xong hết rồi làm xong mới ngồi gặm hồn boss bây giờ em cũng không muốn gặp tôi đấu chiến thắng phật hóa thân thành u hồn thiếu nữ đản hoàng tô run run lông dựng đứng cả lên nàng cẩn thận lựa chọn từ ngữ một hồi mới lên tiếng thực ra giờ em có chút phiền phức nho nhỏ nên không tiện ra ngoài em chờ đấy u hồn thiếu nữ quyết đoán ngắt điện thoại chết rồi Đản hoàng tô sợ tới mức trắng bạch mặt, nhanh chóng tắt trang web, nén bài gửi thẳng đến địa chỉ riêng của thầy giáo, còn chưa kịp gửi xong đã vội vội vàng vàng nhảy vào lòng tử phủ đế quân. Đi mau, tử phủ đế quân biết phải thuấn di, hai người trở về phòng riêng của tử phủ đế quân. Nàng là đệ tử như lai, like. tử phủ đế quân ngồi trên giường bạch ngọc sờ cằm. Nani Đản Hoàng Tô vẫn còn bận sợ hãi, chưa kịp khôi phục về trạng thái tinh thần bình thường, nhất thời chưa phản ứng kịp. Pháp khí kia của nàng có hiện tên của người truyền âm ngàn dặm với nàng. Tử phủ đế quân chỉ ra. Pháp khí, truyền âm ngàn dặm, đản hoàng tô hiểu ra. Người đang nói đến cái di động. Di động à, được rồi, tử phủ đế quân gật gật đầu. Không ngờ Phật giới cũng tân tiến như vậy không có một xu quan hệ nào với Phật giới kia. Hai mắt đàn hoàng trợn trắng. Như Lai Phật Tổ là biệt danh thôi, không phải là Như Lai Phật Tổ thật sự, ổng là thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh của ta. Tử phủ đế quân không hiểu nghiên cứu sinh hay thầy hướng dẫn gì đó, nhưng nếu nàng không phải đệ tử của Như Lai Phật Tổ thì nàng cũng không phải là người xuất gia. Không phải người xuất gia là tốt rồi. Tử phủ đế quân vừa lòng nheo nheo mắt sách nàng sợ hắn, làm sao người biết, đàn hoàng tô cảnh giác hỏi, ta có mắt có tai, tử phủ đế quân huyệt tuệt. Người có thể nhìn ra, đản hoàng tô do dự, tử phủ đế quân nói, bây giờ nhắc tới hắn lông nàng cũng dựng đứng cả lên. Rõ ràng như vậy, đản hoàng tô hơi uể oải, đúng vậy tương đương tử phủ đế quân gật đầu. Ông là thầy giáo của ta, bắt đầu từ lúc ta đi nhà trẻ, đàn hoàng tô đột nhiên muốn dẫy bày tất cả. Thầy giáo giữ trẻ, rất là kỳ quái đúng không, mà càng kỳ quái hơn là đợi lúc ta lên tiểu học thì ổng lại thành thầy giáo tiểu học của ta, tiếp theo là sơ trung, trung học, đại học. Ta lên cấp thì ổng cũng lên theo, mà rõ ràng thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh của ta là người khác, nhưng ngày khai giảng báo danh xong ta lại thấy hắn chuyện này ta chưa bao giờ nói cho người khác biết, ngươi xem có phải là trùng hợp hay không? Mà ghê rợn hơn là hình dáng của ông từ lúc ta đi nhà trẻ cho đến giờ vẫn y như vậy, chả có nhẽ, đàn hoàng tô nhìn từ phủ đế quân, khó hiểu nói. Chẳng lẽ hắn giống ngươi, đều là yêu nghiệt hết? Ta cũng không phải là yêu nghiệt, ta là tiên tử phủ đế quân phủi sạch quan hệ,